Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà thần khí của Chúa Cha nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh. Cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái đứng lên chống lại cha mẹ, và sẽ làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày 26 tháng 12. Ngày áp lễ Giáng sinh. Chúng ta vừa mới mừng lễ Giáng sinh ngày hôm qua, nhưng hôm nay giáo hội lại cho chúng ta một lễ thánh lễ, xem ra có vẻ không được vui lắm. Vì đó là cuộc từ đạo của người Kitô hữu đầu tiên là Thánh Tê-phan-ô. Giáo hội mừng lễ Thánh Tê-phan-ô cho chúng ta thấy một hình ảnh rất cụ thể của các môn đệ Chúa Giêsu, là những người đã tin vào Chúa, đã chấp nhận đi theo con đường mà Chúa đã đi qua. Anh em có sẵn sàng uống chén mà thầy sắp uống không? Thì hôm nay Thánh Tê-phan-ô cũng đã vào uống lấy cái chén mà Chúa Giêsu đã uống lấy, tức là đi vào con đường tử đạo. Thánh Tê-phan-ô cũng là một trong bảy vị phó tế đầu tiên của Hội Thánh Tin Khởi. Thánh Tê-phan-ô đã can đảm lấy chính mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Ngài đã làm chứng rằng Chúa Giêsu đã chết và đã phục sinh. Ngài đã sống lại và Ngài đã lấy chính cái mạng sống của mình để làm chứng vì Chúa Giêsu đã chết và đã phục sinh. Vậy thì thưa quý ông bà, anh chị em, đó là một cái ơn rất là lớn. Ơn lớn mà Chúa Giêsu cho các môn đệ được chung phần với Chúa trong chính cái mầu nhiệm tử nạn. Ơn tự đạo chính là một ơn mà các môn đệ của Chúa được họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu trong biến cố khổ nạn và phục sinh của Ngài. Vậy thì đó chính là một cái phúc. Thánh Tê-phan-ô ngày hôm nay mà Hội Thánh mừng cũng cho chúng ta một hình ảnh, một bài học rất cụ thể. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã căn dặn các môn đệ, mà chính Thánh Tê-phan-ô cũng đã minh chứng điều đó là sự thật trên cuộc đời của mình. Anh em đừng có sợ người đời, hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Vậy thì chuyện đó có thể xảy ra cho các môn đệ của Chúa. Nếu chúng ta nhiệt tình đi theo Chúa, không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ có những cái cạm bẫy, có những khổ đau, có những cái đe dọa về thân xác. Mà không phải là một người đe dọa, cả một cái hội đồng, cả một cái hội đường, cả một chính sách, cả một chủ trương, cả một tổ chức có thể đe dọa. Đôi khi chúng ta lầm lẫn, chúng ta tưởng rằng những tổ chức đó là những tổ chức nó đứng đắn, và mình đi theo Chúa mình bị lẻ loi, mình đi theo Chúa có lẽ mình chẳng giống ai,
Cho nên cứ là cái cám dỗ làm cho chúng ta có thể từ chối mình là môn đệ của Chúa. Cho nên hình ảnh ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ và là cũng hình ảnh của Thánh Tê-phan-ô làm cho chúng ta can đảm hơn đối với xã hội ngày hôm nay, là một xã hội người ta có chủ trương đi đến vấn đề vô thần. Thì cũng xin cho mỗi người chúng ta có một sự can đảm để làm chứng cho Chúa, sẵn sàng trong những khó khăn, trong những thử thách của cuộc đời của mình, để mình luôn luôn minh chứng rằng Chúa có trong cuộc đời của mình. Cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu chính là cái lý, cái lẽ, là con đường, là cái cùng đích để mà chúng ta có thể đạt tới cái sự sống đời đời. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra được cái giá trị vinh quang của Chúa, để chúng ta không còn nề quản trong việc sống đạo, hay chúng ta có thể quảng đạo, hy sinh chính mạng sống mình vì tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta. Amen.